Muốn gửi tới các bác là một trong những chiếc máy thời điểm này bán rất chạy tại Thanh Tâm, đó là chiếc Luxmania 200. Chiếc này thì trong cái lô hàng em mới về cận đây thì đã có khoảng 4 máy, tuy nhiên thì mới làm một cái clip máy nguyên thùng, máy thùng xốp đầu tiên ấy, mà mức giá là 23 triệu ấy, thì cũng đã có một anh khách ở Hà Nội sang lấy ngay. Và hiện tại thì em còn 3 máy, tuy nhiên thì cũng chưa kịp làm clip thì cũng đã có các bác sang lấy bê luôn 2 máy nữa. Còn đây là chiếc cuối cùng mà em còn hàng, em sẽ gửi tới các bác phương xa cái hình thức của máy để các bác có thể nắm bắt được cái hình thức cũng như cái tính năng của con máy này. Luxman là một trong những cái thương hiệu mà ở Việt Nam thì đã được khẳng định rất là mạnh trong cái giới ampli cũng như là giới nguồn phát về CD. Với thương hiệu này thì họ cũng không sản xuất quá nhiều model giải mã DAC. Những cái sản phẩm của họ thì gần như Thanh Tâm Audio cũng đã trải nghiệm tất cả rồi. Và ngày hôm nay thì cái phiên bản trước mặt các bác trong khung hình đây là chiếc DA200, một trong những cái máy mà cũng được lựa chọn chơi rất là nhiều. DA200 thì sẽ sở hữu cái thiết kế kích thước chiều rộng là 36cm, chiều sâu là khoảng 22 và chiều cao của máy là khoảng 7cm. Một trong những con máy với nội thất dày đặc và tất cả các phụ kiện đều được Luxman nghiên cứu cũng như là sản xuất ra để đưa lên cái thiết bị của mình một cái bộ DAC tuyệt vời nhất. Thì đối với những cái sản phẩm như là CD của Luxman thì họ cũng có vi mạch DAC, nhưng mà các bác có thể hình dung đó là khi mà chúng ta đưa một cái thiết bị mà nó hoạt động riêng biệt thì nó sẽ tốt hơn là thiết bị tích hợp all-in-one. Và đây là chiếc DAC DA200. Về cái hình thức của con máy này thì là hàng đẹp xuất sắc kèm dây nguồn zin. Mức giá của máy cũng là 22 triệu như với mức giá mà em đã bán cho mấy khách gần đây. Các bác có thể nhìn mặt trên của máy thì tổng quan của thiết bị thì sẽ có hình thức khoảng 98% cực mới. Ở trên mặt nhôm thì cũng có một cái vài nó điểm bẩn thôi các bác nhé, chứ không phải xước. Đây là những cái điểm bẩn chấm màu thôi. Còn phía sau của máy thì các bác sẽ có cái
cái năm sản xuất đi, năm sản xuất của nó là 2012 và cái made in Japan các bạn nhé, con này thì làm tại Japan. Và chúng ta sẽ có cái bo mạch digital in của DA200 sẽ bao gồm USB từ máy tính này, coaxial đồng trục này và quang học để cho các bác chơi TV. Ngoài ra máy cũng hỗ trợ hai đường đồng trục và quang học để các bác có thể chuyển sang những thiết bị giải mã khác nếu mà lấy tín hiệu từ digital out. Ở về cụm digital, ở cái cụm analog out tín hiệu xuống ampli thì chúng ta sẽ có một cặp tiếng RCA chân cắm Loopride đỏ trắng các bạn nhé, và một cặp tiếng balance. Ở đây chúng ta sẽ có cái cần gạt fixed và variable để các bác có thể làm pre tiếng cho con hệ thống đẩy của các bác. DA200 thì sẽ chỉ có tính năng variable trên cái cổng RCA thôi, còn cổng balance thì không có các bác nhé. Thêm nữa thì chúng ta sẽ có cần phần analog in thì chúng ta sẽ có hai đường line. Hai đường line này nó sẽ có một cái đặc trưng, đó là khi các bác kết nối với điện thoại cắm vào ấy thì cái màn hình hiển thị giải mã nó sẽ không có tín hiệu đâu, tại vì nó là tín hiệu analog, vì thế cho nên là nó sẽ không hiển thị trên cái màn hình tần số của digital ở trên DA200. Đó là về các kết nối mặt sau. Mặt trước thì các bác có thể nhìn thấy tất cả các góc cạnh của máy thì đều xuất sắc hết, không cấn, không móp gì cả các bác nhá. Những con máy DA200 ở thời điểm hiện tại thì được đấu giá về Việt Nam với cái cạnh tranh rất là cao, nhu cầu của người dùng cao, thì cũng đồng nghĩa với việc đó là cái nhu cầu mua sắm của các đơn vị như Thanh Tâm cũng cao, vì thế cho tất cả đơn vị đều đổ xô đi đấu giá cái sản phẩm này nên nó cũng tăng giá so với cái thời điểm cùng kỳ năm ngoái hoặc năm ngoái nữa. Mức giá là 22 triệu thì Luxman DA200 cũng sở hữu một chất âm rất là riêng biệt, nó rất là hay, nó cân bằng ba giải. Nói chung là cũng có rất nhiều khách hàng sang bên Thanh Tâm để nghe thử cũng như là trải nghiệm so với những sản phẩm khác thì đều lựa chọn, cũng như bình phẩm DA200 vẫn là con máy mà hay nhất trong cái phân khúc giá. Tạm chưa bàn tới tính năng các bác nhé, đấy là tạm chưa bàn tới tính năng. Còn nếu mà các bác còn yêu cầu nhiều tính năng hơn thì các bác sẽ phải nghiên cứu những con máy của những cái thương hiệu khác. Tại vì DA của Luxman thì DA200 của Luxman thì nó sẽ không có kết nối mới như là các bác cần Bluetooth hoặc là Wi-Fi hoặc mạng LAN thì cái dòng máy này không có đâu các bác nhá. Đến thời điểm hiện tại thì họ không sản xuất, chưa sản xuất ra những cái dòng máy modem DAC chuyên nghiệp và mới hơn, tích hợp network. Tính năng tăng giảm âm lượng được hỗ trợ trên DA200, ngõ vào tín hiệu thì sẽ có optical coaxial USB và line 1 line 2. Con máy này với mức giá là 22 triệu, chỉ còn một máy duy nhất trong lô máy này thôi. Còn từ giờ đến Tết thì thực tế thì Thanh Tâm Audio cũng đang là đấu giá cũng như là luôn luôn tìm kiếm những sản phẩm cao cấp hoặc là DAC, đặc biệt là cũng là của Luxman. Tuy nhiên thì từ giờ đến Tết thì cũng không biết là em có mua được bao nhiêu máy nữa, nhưng mà nếu mà các bác nào có điều kiện thì có thể mua sớm đi, tại vì em nghĩ rằng cứ đến cái thời điểm cuối năm thì mức giá của tất cả các sản phẩm nó cũng đồng nghĩa nó leo thang lên, đặc biệt như là cái cạnh tranh đấu giá của Thanh Tâm đối với các đơn vị khác ở Việt Nam luôn đấy nhá, em nói nước ngoài các shop khác cũng rất là khắc nghiệt khi mà cùng làm một cái model này. Bác nào quan tâm tới chiếc DA200 có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm các bác nhé. Thank you.
22 triệu kèm dây nguồn zin, em bán ra sẽ tặng kèm cho các bác cáp quang cũng như dây RCA. Bạn nào quan tâm tới chiếc đầu máy DAC này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số hoặc làm thành tâm. Xin chào.